Xin chào mọi người, và hôm nay thì Châu Bùi sẽ quay trở lại với một video về thời trang cũng như là phong cách sống. Và đợt gần đây thì mọi người chắc là sẽ nhìn thấy trên Instagram của Châu cũng như trên Facebook của Châu, trên các trang mạng xã hội của Châu thì nhắc đến rất là nhiều về cụm từ là athleisure. Thì Châu nhận được rất là nhiều cái phản hồi là nhìn những cái post đó nhưng mà mọi người chưa thực sự hiểu, cũng như là mọi người muốn Châu trực tiếp nói mọi người athleisure thực sự là như thế nào, cũng như là cách mà biến hóa Châu hay mặc athleisure ra sao, phong cách sống nó như thế nào. Ok, hôm nay mình sẽ bắt đầu một video về athleisure nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể hiểu là athleisure là một phong cách thời trang, hay có thể gọi là một phong cách sống nữa. Và các thiết kế ở trong phong cách athleisure thì đề cao cái tính đơn giản, thoải mái, tiện lợi để có thể vừa phù hợp chúng ta hoạt động thể thao nhưng mà vẫn có thể áp dụng vào trong những hoạt động hàng ngày. Nhìn chung ra thì có thể nói là phong cách athleisure là một cái phong cách thể thao mà chúng ta có thể vừa đi tập xong này, chúng ta chỉ cần khoác thêm cái blazer hay là khoác thêm một cái áo crop top, thay một chiếc quần hay là thay đôi giày là chúng mình có thể làm rất là nhiều hoạt động như là đi làm, đi học, đi chơi. Đây là một cái phong cách mà vừa có một cái tính ứng dụng cao, tiện lợi, thoải mái và thể hiện cá tính của mọi người. Và Châu biết rằng là cái định nghĩa về athleisure ở Việt Nam mình thì còn khá là mới mẻ, nhưng mà chắc chắn là mọi người đã nhìn qua rất là nhiều rồi, nhưng mình chỉ không biết đến cái cụm từ ấy thôi. Và những cái người mẫu cũng như là diễn viên mà Châu thấy là hay mặc athleisure ở nước ngoài nhất đó chính là như kiểu Kendall Jenner này, hay là Gigi Hadid, và rất là nhiều những sao nữ khác nữa. Châu sẽ để ảnh ở dưới đây cho mọi người cùng coi. Và mọi người có thể nhìn chung rằng là các cách mix and match của những diễn viên như là sao nữ ở thế giới thường là sẽ mix những cái bộ cánh tập thể dục, đúng không? Tập thể thao, những cái bộ mà mình hay đến phòng gym. Sau đó thì mọi người mix thêm với cả những cái áo khoác, hay là thay chiếc quần, hay là thay một đôi giày, đội thêm những cái mũ, đeo kính, rất là nhiều phụ kiện. Cách mix and match làm cho cái bộ đồ đi tập nhưng mà trở nên rất là phong cách, rất là thời trang, nhưng mà vẫn phải ưu tiên là thoải mái và năng động. Nói tóm lại thì athleisure là một cái phong cách mà có tính ứng dụng cực kỳ cao. Nếu như bạn là một người mà yêu những đôi sneaker, hay là yêu những cái bộ thể thao, yêu cái phong cách thì là mình thích tập luyện hay là thích trông mình khỏe mạnh, thì xin chúc mừng bạn, bạn chính là biểu tượng của phong cách athleisure rồi đấy. Và cái lý do mà Châu yêu thích cái phong cách này và Châu gắn liền bản thân mình với phong cách này là bởi vì chắc là mọi người theo dõi thì cũng biết là Châu kiểu không có một cái nghiện gì ngoài nghiện tập cả. Châu nghiện tập đến năm nay là năm thứ 7 rồi. Mình không thể nào mà dừng tập luyện, tại vì cái việc tập luyện làm cho bản thân mình trở nên tốt hơn. Và trong cái quá trình mình tập luyện cũng như là trong cái phong cách sống của mình thì mình sẽ phải luôn luôn tìm kiếm những cái phong cách thời trang nào mà nó phù hợp với cái tính cách, với những hoạt động, với những cái tính chất công việc của mình. Và athleisure thực sự là có thể đáp ứng đúng những cái gì mà Châu cần. Một cái sự thoải mái, một cái sự năng động, trông vẫn phải thời trang, vẫn phải đẹp nha, chứ không phải là kiểu mọi người thường nhắc đến đồ tập thì sẽ nhắc đến kiểu chỉ đến phòng gym thôi. Nhưng mà Châu nghĩ rằng là tới cái thời đại này rồi thì đồ tập không chỉ là đến phòng tập nữa, mà chúng ta có thể biến hóa, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian bằng cách mix and match, biến hóa nó trở nên là thời trang hơn, trở nên là có nhiều cái tính ứng dụng hơn, phù hợp với nhiều địa điểm hơn. Thì đó chính là cái cách mà athleisure lên ngôi trong năm nay. Châu đã từng trải qua một thời gian mà đúng là đau đầu, vì một ngày mình cứ nghĩ là ôi bây giờ buổi sáng mình đi tập xong này, mình phải chạy về mình thay quần áo để mình đi họp, họp xong mình phải chạy quần về mình thay quần áo để mình đi chơi, rồi rất nhiều thứ là mình phải nghĩ xem là ôi hôm nay mặc gì nhỉ. Nhưng mà từ khi mà mình biết cách phối hợp những cái đồ tập hay là những cái đồ basic nhất của mình có trở nên trông năng động và có thể áp dụng ở nhiều cái địa điểm hơn, thì cái việc mà mình tiết kiệm thời gian nó là tối ưu hóa, và mình kiểu không phải suy nghĩ về việc mình mặc gì, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, mình cảm thấy nhẹ đầu và mình có nhiều thời gian để làm những cái việc có ích hơn. Và tóm lại là đây là một cái phong cách mà đúng là đã cứu Châu và cho Châu một cái giải pháp để Châu có thể mặc một bộ đồ và đi ở mọi nơi mà mình vẫn cảm thấy tự tin và đúng với cá tính của mình. Và không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ thì Châu sẽ mách cho mọi người cách mà Châu hay mix đồ tập cũng như là cái phong cách athleisure này như thế nào và phù hợp với những địa điểm ra sao. Bây giờ thì bắt đầu thôi.
Vậy là hôm nay Châu đã chia sẻ với mọi người về phong cách athleisure cũng như là cách mà Châu mix and match những cái bộ đồ mà để Châu có thể đi mọi nơi và đúng với cá tính của mình. Nhưng mà tất nhiên đây cũng chỉ là những cái gợi ý cũng như là cách mix đồ của Châu thôi. Mọi người hãy mix theo cá tính của mọi người cũng như là những gì mọi người cảm thấy đẹp và phù hợp, miễn là cảm thấy tự tin và cảm thấy đấy là chính mình. Và bật mí một chút, đó chính là vì cái câu chuyện này cũng như là vì cái tính ứng dụng, vì cái sự yêu thích với phong cách athleisure này mà Châu đã chính thức ra mắt một bộ sưu tập cũng như là một thương hiệu thời trang mới của chính bản thân mình mang tên là Zest với phong cách athleisure. Và thật sự Zest là đứa con tinh thần của mình và mình đã bỏ rất là nhiều tâm huyết vào đây. Châu chỉ hy vọng rằng là mọi người sẽ yêu mến cũng như là ủng hộ Châu hết mình cũng như là với Zest. Cảm ơn mọi người và hy vọng rằng là sắp tới đây sẽ làm được nhiều video về thời trang cũng như là sẽ làm được nhiều video mix and match hơn nữa nếu mọi người yêu cầu và mọi người thích. Vậy nên là hãy comment cho Châu biết và hãy cho Châu biết rằng là video này mọi người có thích hay không, cũng như là cho Châu thêm những ý kiến để Châu làm những video khác nữa nhé. Cảm ơn mọi người và